Chào các bác nhá. Chào anh em trong hội chim đen toàn quốc nhá. Chào mừng anh em đến với lại kênh YouTube của shop Tân Ánh. Hôm nay xin giới thiệu tổng thể với các bác các phụ kiện cho anh em đánh chim đêm, toàn là hàng cao cấp thôi nhá. Âm ni, loa toa, loa chép nhá các bác nhá. Tôi vừa giới thiệu, tôi vừa báo giá cho các bác luôn để các bác xem video thì vừa xem về sản phẩm vừa nắm được giá để cho nó tiện mua hàng. Còn khi các bác mà đã quyết định mua hàng rồi, các bác vui lòng alo trực tiếp tới các đầu số của shop nhá. Các bác lưu ý là mấy cái số 11 số này là tôi chưa chỉnh sửa được này. Bây giờ là trên tổng đài nó đã thay đổi đầu số. Ví dụ các bác là 0168 này thì sẽ đổi thành là 0038 các bác nhá. 0169 sẽ đổi thành 039. 0169 đổi thành 68 này, đổi thành 038. Và 0120 thì đổi thành 070 các bác nhá. Thì để mấy hôm nữa tôi đi cắt mấy cái chữ tôi thay đổi vào đây. Thế nhưng mà các bác có nắm được là như vậy. Còn hiện tại thì giờ đến tháng 11, các bác gọi theo cái đầu số như này là vẫn gọi được nhá. Đấy. Các bác cứ liên hệ trực tiếp thì cho nó nhanh để đảm bảo giao mua bán cho thành công nhanh. Giới thiệu các bác từng chi tiết một, từng sản phẩm một nhá. Đầu tiên là cái âm ni mini. Âm ni mini này chạy điện 12V các bác nhá. Loại AV263B. Thì loại này là loại không có màn hình. Mấy hôm nữa thì sẽ có các loại có màn hình về. Thì hai cái này thì giá tiền nó bằng nhau thôi. Nó tùy từng đợt hàng. Đợt thì là lấy được hàng có màn hình, đợt thì lấy hàng không màn hình. Cái chuyện có màn hình hay không có màn hình thì các bác cũng không nên quan tâm nhiều nhé. Đều là hàng chất lượng, công suất lớn, 300W. 300W này thì ghi trên thực tế thôi. Thực ra nó đạt nhưng không thể đạt được đâu. Thế nhưng mà nó đủ cho các bác chơi hai loa toa, mỗi loa 30W, chơi vô tư. Cả 4 loa vẫn chơi được nhé các bác nhé. Cái này công suất rất là lớn. Cái loại này thì sẽ có cho các bác là hai cổng điện. Cổng điện 12V là chỗ này. Và cổng điện 220V là dây này. Thế còn cách đấu ở đây nhé các bác nhé. Trái phải. Đây là cái dây này là dây anten. Dây anten. Các bác về không cần đến cắt ra đi. Còn cái chân này là chân dây chuyển tín hiệu cắm vào nhé. Thế còn về cách đấu loa này các bác này. Đây là một vế của loa này. Dây đen thì các bác cắm vào cổng đen. Dây trắng thì các bác cắm vào cổng đỏ. Tương tự bên này cũng vậy nhé. Thế còn phía đằng trước này thì là sẽ có hai cổng nha các bác, cổng USB và cổng thẻ nhớ. Để dùng được cổng thẻ nhớ này ấy, thì các bác phải cần một cái áo thẻ to như này. Cái áo thẻ to này thì cũng tùy từng thời điểm. Hiện tại thì shop vẫn đang có để tặng theo cho các bác. Thế còn khi nào mà có hết rồi thì các bác phải thông cảm nhé. Cái này là hàng khuyến mại thêm thôi, không phải lúc nào cũng có. Lúc nào mua được thì mới có các bác nhé. Lúc nào không mua được thì sẽ không có. Đấy. Thế còn cái dây điện 12V thì sẽ là cố định sẽ có cho các bác, là dây truyền tín hiệu điện 12V là cố định sẽ có nhé. Với cái âm ni này thì giá thành của nó chính cầm đây, giá thành của nó là 500.000 các bác nhé. Đây, giá công khai cho các bác luôn, 500.000 một cái âm ni này đã bao gồm cả phí ship này. Đây, âm ni mini AV263B nhé. Thế còn bao bì của nó như này, bao bì đây. Đấy, bao bì đây các bác nhé. Và các bác lưu ý là cái hàng này thì toàn bộ nó là hàng nhập khẩu Trung Quốc nhá. Hàng Trung Quốc trung ương. Đấy. Thế đây là âm ni. Tiếp theo là đến loa phóng, loa nén. Thì giải thích luôn với các bác là một số các bác hỏi là loa phóng giá sao. Thì shop trả lời loa phóng là loa toa. Báo giá cho các bác xong các bác lại hỏi quay ra là loa nén giá như thế nào. Thì thưa với các bác là loa phóng và loa nén là một nhá. Loa phóng thanh hoặc loa nén thì gọi là một. Thì hàng này là hàng cao cấp. Nó là hàng hiệu toa nhập khẩu Indo, nhập khẩu Indonesia chính hãng các bác nhé. Toa này là cái này là cái 610, có nghĩa là toa 10W. Khi dùng cho các bác đánh chim thì các bác phải mua cái loại mà không có chiết áp. Còn các bác mua cái loại có chiết áp thì dùng cho đánh chim mà sẽ không phù hợp các bác nhé. Thì đây là cái loa toa 10W thì giá của nó sẽ là 600.000 một cái, là nó chưa có cước các bác nhé. Cái này là nhiều khi nó rất là khó, cái giá chưa có cước và giá có cước thì nó khác nhau. Thì tôi cái báo cái giá nó có cước cho các bác rồi. Là 650, là nó bao gồm hết cả các cước phí về nhà cho các bác rồi nhá. Các bác chỉ trả 650 thôi cho một chiếc để không phải tốn thêm bao nhiêu nữa, tại vì nhiều khi các bác lại thắc mắc là không biết là tốn thêm 50.000 hay 70.000 hay là 90.000 thì shop sẽ bao ship hoàn toàn cho các bác. Các bác chỉ chi trả là 650 cho một chiếc loa toa 10W nhá các bác nhá. Nó toa 10W là 650 này. Nó toa 15W nhé. Nó toa 15W. Đây. Là cái 615.
Nata 15W. Các bác lưu ý này, cái dòng Nata 10W, 15W và 30W thì toàn bộ nó là 8 ohm hết nhé, điện trở toàn bộ là 8 ohm hết. Nó phải là 50W thì nó mới có điện trở là điện trở là 16 ohm. Thế còn dòng này điện trở 8 ohm hết các bác nhé. Với cái loa mà 615 này này thì giá của nó là 800.000 các bác nhá. 800.000. Đã bao cả phí cho các bác luôn rồi đấy. 800.000 cái loa toa 615 này. Đấy. Các bác xem sản phẩm thực tế xong các bác biết được giá, các bác quyết định mua hàng vui lòng alo trực tiếp đến số điện thoại của shop kia. Thế còn về chế độ bảo hành thì luôn luôn có bảo hành cho các bác là ổn định dùng trong thời gian đầu 2 năm ngay. Thế còn về bảo hành hàng chính hãng ấy, thì bảo hành cho các bác là hàng chính hãng 100%. Đúng hàng toa nhập khẩu Indonesia, cam kết không phải hàng nhập khẩu thì sẽ hoàn lại tiền cho các bác nhé. Đấy, đây là điều cam kết 100%. Và mẫu loa toa nữa là loa toa 630, là loa toa 30W đấy các bác nhé. 630, 30W này. Thì với cái loa này thì công suất nó cực là lớn, dành cho anh em nào đánh gà đồng ở miền khu vực miền Tây thì thường hay ưng, hay chơi hay chơi cái loa toa này nhé. Đấy, 6 loa là 630. Thì với cái mẫu này thì giá nó cũng đã cập nhật xuống rồi, nó có hạ giá rồi cho các bác, để các bác chơi nhé. Thì lúc trước nó tới là 1.150.000, nhưng bây giờ giá hiện tại là còn 1.000.000 các bác nhé. 1.000.000 cho một chiếc loa toa 30W mà đã bao gồm cả cước phí rồi các bác nhé, đã bao gồm cả cước phí rồi. Đấy. Thế còn đâu anh em đánh chim đêm cũng rất chi là cần cái loa check kèn. Cái check kèn này, check kèn này là cái củ gọi là củ 5W các bác nhé, củ 5W. Cái hàng này thì phù hợp cho anh em đánh chim đêm nhất. Thế thì cái này nó có hai loại, một loại nón cao, một loại nón thấp, thì cũng tùy từng thời điểm thôi. Thời điểm thì có nón cao, nhập được nón cao, thời điểm thì nhập được nón thấp. Cái này thì các bác không phải là thắc mắc nhiều, không cần quan tâm nhiều. Nón cao và nón thấp thì đều chơi ok hết nhé các bác nhé. Hiện tại giờ này đang có nón thấp nha các bác ạ, nón cao là chưa có đâu, tùy từng lô hàng thôi nhé các bác nhé. Đối với cái check kèn này thì sẽ là 450 một đôi các bác nhé, 450 cho một đôi check kèn. Đấy, đã bao gồm cả phí cước cho các bác. Tại vì cái đôi check kèn này rất là nặng, một đôi nó phải một chiếc này thôi, nó là một cân rồi đấy, cả phễu cả củ nó cả cân rồi. Hai chiếc vào thì cả bao bì nó vào nó tới 2 cân 2 cân 1 thì cước phí rất là cao. Thì một đôi như vậy sẽ là 450 các bác nhé. Đấy. Ngoài ra thì còn có cả lưới, thì tôi không bỏ lưới ra đây, trong lưới trong kho kia. Số lượng hàng thì rất là nhiều, đây gọi là mấy cái trưng bày cho các bác xem thôi nhé. Thế còn số lượng hàng thì có rất là nhiều. Đấy, các bác cứ xem từng sản phẩm một chi tiết về sản phẩm, xong các bác thích sản phẩm nào thì các bác alo trực tiếp tới shop nhá. Hình thức mua hàng thì luôn luôn là các bác cung cấp cho shop họ tên địa chỉ, shop sẽ ship COD về đến nhà cho các bác. COD ở đây là các bác nhận được hàng, các bác bóc hàng ra xem và kiểm tra đúng cái loa như thế này, đúng cam ly như này thì các bác thanh toán tiền trực tiếp với người giao hàng luôn nhé, không phải đặt cọc nhé, các bác lưu ý không cần đặt cọc. Đấy gọi là hình thức COD. Đấy. Thì đây clip này là tôi giới thiệu các bác các mặt hàng phụ kiện về chim đêm. Thế ngoài ra nhé các bác nhé, thì shop sẽ nhận cung cấp thêm cả tiếng chim, tiếng chim hay, tiếng chim độc quyền ở trong chiếc USB như thế này, nhá, USB này. Các bác lưu ý kỹ này, USB này là USB các bác mua về ấy, là tuyệt đối không được cắm vào máy tính hay vào điện thoại hay vào một cái thiết bị nào khác để thực hiện cái quá trình gọi là sao chép nhé. USB này là USB đã được khóa lại rồi, bảo mật rồi. Khi các bác cắm vào một cái là cái bên sản xuất USB này người ta biết luôn, người ta cài định vị rồi nhé. Và khi các bác cắm vào như vậy thì nó sẽ cái hệ điều hành Windows của máy tính ấy, nó sẽ chạy, nó sẽ đọc cái USB này, thì khi đấy nó sẽ phát tán ra virus và làm lệch cái tần sóng, nó không còn tần sóng chuẩn nữa thì độ ăn chim nó không cao, các bác đánh sẽ không ăn chim nữa. Và lưu ý kỹ, USB này là USB bản quyền, các bác mua một cái này về là chỉ cắm vào đầu để dùng thôi nhé. USB này thì sẽ có từng tiếng riêng biệt, đó là tiếng quốc biển riêng, hoặc là tiếng gà đồng riêng, hay tiếng rẽ run riêng. Các bác có nhu cầu mua tiếng nào thì vui lòng liên hệ nhé. Giá thành thì hợp lý thôi, vài trăm nghìn thôi, không phải là tiền triệu đâu các bác ạ, nhưng mà đảm bảo
là USB kinh tế, tiếng kinh tế cho các bác nhé. Đây. Music. Đây là cái bản USB bản quyền các bác nhé, nó đủ các thứ tiếng kết hợp nhé, đã tạo thành một cái môi trường giống như môi trường tự nhiên. Nói chung là cái USB này, USB các bác bỏ tiền ra mua thì là sẽ đảm bảo hiệu quả ăn chim kinh tế cho các bác nhé. Thì hôm nay là giới thiệu các sản phẩm cho các bác. Đến clip sau thì tôi sẽ giới thiệu cái kho hàng đồ đánh chim đêm cho các bác xem nhé. Các bác yên tâm đặt hàng, số lượng hàng rất là nhiều. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video sau.